Chào mừng mọi người đến kênh HHTQ Thắng Channel. Hôm nay chúng ta khám phá Quân Hữu Quân tập 45. Đừng quên đăng ký và like ủng hộ mình nha. Bạch Cực Nhạc bỗng nhiên đem trường. Thank you.
Tịch Nhi suy nghĩ một lúc nói. Hoa Niệm Điệp ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hồ điệp liền bay đi, vị này Tô Bạch Y sư đệ, tướng mạo như thế nào? Dĩ nhiên là tuấn tú. Nam Cung Tịch Nhi trực tiếp trả lời, ngươi biết, chính là Chu Chính sư huynh trong sách viết loại kia tuấn tú thư sinh, toàn thân áo trắng, diện mục tuấn tú, vác một cái dương sách. Hoa Niệm Điệp nhẹ gật đầu, ngươi nói hắn giống thư sinh, vậy hắn học thức phương diện đâu? Vậy thì càng lợi hại. Nam Cung Tịch Nhi cười nói, Bạch Y là phụ thân ta đồ đệ duy nhất, phụ thân ta Tạ Khán Hoa ngươi biết, trên giang hồ nổi danh nho nhã kiếm tiền, tài học tại năm đó Thượng Lâm Thiên Cung có thể xưng thứ nhất, nhất là cái kia một tay chữ xinh đẹp nhất. Thượng Lâm Thiên Cung năm đó sơn môn chỗ bốn chữ lớn, chính là phụ thân ta tự tay viết. Tô Bạch Y viết ra chữ, cùng phụ thân ta chữ một dạng xinh đẹp, nghe nói năm đó Phong Kiều Trấn bên trong những cái kia câu đối xuân, đều là Tô Bạch Y viết thay viết. Mà lại Tô Bạch Y còn tại viết tiểu thuyết thoại bản, ta thừa dịp hắn không chú ý nhìn qua một chút, không thể so Chu Chính sư huynh kém đâu. Hoa Niệm Điệp trên mặt ý cười càng tăng lên, cái kia võ học đâu. Ta nghe nói hắn luyện tiên nhân thư, cái kia chắc hẳn cũng là rất lợi hại. Này Hoa Lâu chủ ngược lại là thật sự nói sai. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu, võ công của hắn như một lời khó nói hết. Nói tóm lại, trong học cung tùy tiện tìm đệ tử, liền có thể đem hắn từ trên núi đánh tới dưới núi. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ đột nhiên bộc phát một chút, chỉ cần làm hắn nói ra câu nói kia thời điểm. Câu nào? Hoa Niệm Điệp hỏi. Tin tưởng ta, sư tỷ, ta chơi được. Nam Cung Tịch Nhi đứng người lên, bắt chước Tô Bạch Y cái kia có chút tự ngạo ngữ khí nói. Ha 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 ha, Hoa Niệm Điệp cao giọng cười dài. Nam Cung Tịch Nhi mặt hơi đỏ lên, một lần nữa ngồi xuống, sư huynh ngươi cười cái gì? Vừa rồi Nam Cung sư muội nói Tô Bạch Y sư đệ cũng không có gì đặc biệt. Hoa Niệm Điệp dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng ta hỏi sư muội nhiều vấn đề như vậy, sư muội mỗi một cái trả lời đều là tại nói cho ta, hắn rất đặc biệt. Nha thật sao? Nam Cung Tịch Nhi thần sắc có chút lúng túng. Không biết hắn tại sư muội trong lòng của ngươi có phải là cũng rất đặc biệt đâu. Hoa Niệm Điệp sâu kín nói, ta nói là phương diện kia đặc biệt. Nam Cung Tịch Nhi một lần nữa đứng người lên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nói những này thì có ý nghĩa gì chứ, hiện tại ta liền hắn ở đâu cũng không biết. Lúc này, có hai tên đệ tử đã đuổi tới Điệp Phong trước lầu, Nam Cung Tịch Nhi thấy thế vội vàng đi lên trước, hai vị sư đệ, nhưng có liên quan tới Tô Bạch Y sư đệ tin tức. Hai tên đệ tử nhìn nhau, nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi, bất đắc dĩ nói, sư tỷ, này không hợp quy củ. Nam Cung Tịch Nhi tự biết thất thố, lập tức hướng bên cạnh rút một bước, là Tịch Nhi mạo muội. Dựa theo Điệp Phong Lâu quy củ, tất cả đến học cung tin tức, trước phải hồi báo cho Điệp Phong Lâu lâu chủ, từ Điệp Phong Lâu lâu chủ phán định, những cái nào tin tức tạm thời để xuống, những cái nào tin tức công bố cho cần người, những cái nào tin tức có thể thông chi toàn viên. Nam Cung Tịch Nhi cướp tại Hoa Niệm Điệp trước đó, trực tiếp muốn tin tức, xác thực không ổn. Không ngại, Hoa Niệm Điệp chậm rãi nói, nếu là có quan hệ với Tô Bạch Y sư đệ tin tức, hiện tại có thể nói thẳng ra, không cần tị húy Nam Cung sư muội. Nam Cung Tịch Nhi cười khổ lắc đầu, mặc dù Hoa Niệm Điệp nói như vậy, nhưng là Tô Bạch Y tin tức lâu như vậy đi qua, nửa điểm đều không có, hôm nay đoán chừng cũng sẽ không có cái gì cải biến. Tuân mệnh, lâu chủ, hôm nay lại có Tô Bạch Y tin tức truyền đến. Điệp Phong đệ tử trả lời. Cái gì? Nam Cung Tịch Nhi vừa mừng vừa sợ, đi đến Điệp Phong đệ tử trước mặt, một phát bắt được hắn bả vai, ngươi nói cái gì? Giang Nam Hiên Duy Thành. Điệp Phong chú chỗ tường viện phía trên, xuất hiện một chữ. Điệp Phong đệ tử vội vàng nói. Chữ gì? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Điệp Phong đệ tử từ trong ngực móc ra một trang giấy, nhẹ nhàng lắc một cái. Đây là nơi đó Điệp Phong vé xuống, là một cái tịch chữ. Tịch. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ. Hoa Niệm Điệp cười nói, Nam Cung Tịch Nhi tịch. Chúng ta đã từng đi qua Hạnh Hoa thôn, đem bên trong tất cả mọi thứ đều thu lại. Bên trong liền bao quát Tô Bạch Y lưu lại những cái kia thư quyển. Cái này tịch chữ, rất giống Tô Bạch Y bút tích. Điệp Phong đệ tử nói, mà lại Tô Bạch Y đã từng tới Điệp Phong tại cái khác địa phương chú chỗ. Hắn đối Điệp Phong rất có hiểu rõ, có thể tìm tới Điệp Phong chú chỗ cũng hợp tình hợp lý. Giang Nam, Hiên Duy Thành, Nam Cung Tịch Nhi trầm giọng nói. Hoa Niệm Điệp nhẹ gật đầu, ta đi qua, là một cái rất đẹp địa phương. Hoa Lâu chủ, tin tức này có thể hay không tạm thời chỉ để ta một người biết? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Hoa Niệm Điệp đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người,
xem ra Nam Cung sư muội, ngươi là muốn một người xuống núi. Phụ thân cùng Hách Liên thúc thúc trọng thương chưa lành, không nên xuống núi, mà bây giờ giang hồ thế cục nguy hiểm, mấy vị khác sư huynh đệ cũng cần lưu lại bảo hộ học cung. Nam Cung Tịch Nhi xoay người nói, cho nên tìm kiếm Tô Bạch Y chuyện này, ta nghĩ một người đi làm. Dựa theo Điệp Phong quy củ, tin tức từ cầm tới đến đưa ra, trừ phi là tuyệt mật cấp bậc, không phải vậy nhiều nhất tại Điệp Phong lâu ngừng một ngày. Hoa Niệm Điệp chậm rãi nói. Liền muốn một ngày này, Nam Cung Tịch Nhi thả người rời đi. Đến đây admin xin khép lại tập này. Cảm ơn các bạn đã xem hết audio. Nếu hay đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh và góp ý kiến bình luận các bạn nhé.